Chúng ta sẽ tiếp tục học bài review số 2 của Unit 3 and Unit 4. Phần đầu tiên mình sẽ có là sử dụng các từ viết hoa được đưa ra để hoàn thành câu. Mình chủ đề của ngày hôm nay đó là A New Hobby, một cái sở thích mới. Tôi nhìn thấy một vài cái gì đấy về badminton là môn cầu lông ở TV và tôi thấy nó khá là như thế nào đấy mình sẽ có cấu trúc là find something attractive thấy một cái gì đấy như thế nào tôi thấy nó khó tôi thấy nó thú vị thì trong trường hợp này mình cần một tính từ à, mình có từ interesting interesting khá là thú vị tôi thấy nó khá là thú vị và có rất nhiều bạn có thể thắc mắc về cái cấu trúc interesting and interested thì như là phần B1 mình đã nói rất là rõ về cái sự khác nhau của intruding và introduct. Đối với intruding nó thể hiện một cái quan điểm nhìn nhận của một cá nhân về một sự vật sự việc nào đấy. Còn introduct thì nó thể hiện là uh, khi mà dùng đi đi đấy các bạn thể hiện nó là bị động, bị tác động à tôi uh, tôi bị hứng thú bởi cái gì đấy, tôi bị hứng thú còn tôi thấy cái gì đấy thú vị thì nó sẽ là intruding. còn tôi bị hứng thú, tôi bị say mê bởi cái gì đấy thì sẽ là introduct. Đúng không? Rồi vì thế tôi đã nghĩ là tôi sẽ tìm, tôi sẽ, tôi sẽ tìm xem là có một cái câu lạc bộ hay một cái gì đó ở cái khu vực của tôi không. Thì mình có a club or something thì mình cần a club or cái gì đấy một cái gì đấy bằng với a club đồng nghĩa việc là mình cần danh từ ở đây và danh từ của từ associate là association một cái hiệp hội, một cái tổ chức, một cái liên hội, liên hiệp nào đấy tôi đã tìm xem có một cái liên cái hiệp liên hiệp nào ở đây không một cái tổ chức nào ở đây không ở cái khu vực của tôi không và tôi đã tìm khắp mọi nơi nhưng mà như thế nào đấy có hai dấu phẩy thì các bạn cần để ý cho mình trong cái trường hợp này mình cần một trạng từ đối với những từ đứng độc lập như thế này và ở bài hôm trước mình cũng gặp cái trường hợp tương tự nhưng mà như thế nào đấy cái câu là cụ gần nhất là cách tôi 80 km thì mình sẽ phải là gì nhưng mà thật là không may mắn unfortunately trạng từ fortunately là fortunately là rất là may mắn còn là không may mắn ôm oh, thật là không may mắn unfortunately the nearest club was 80 km away cách tôi tận 80 km vì thế without any cộng với lại một danh từ sau any mà không có bất kỳ một cái gì đó thì danh từ của từ know, mình sẽ có từ knowledge không có bất kỳ một cái uh, kiến thức nào thì tôi đã quyết định hình thành câu lạc bộ của riêng tôi nó là một khoảng thời gian rất là khó khăn khi mà bắt đầu và tôi không có bất kỳ một cái gì đấy mình lại cần danh từ ở đây và danh từ của từ equip mình có là equipment các bạn nhớ chú ý cho mình trong trường hợp equipment là không có s nhá vì equipment là danh từ không đếm được ừ, tôi chẳng có một cái trang thiết bị nào và tôi phải thuyết phục một vài người là nó làm một cái cách như thế nào đấy để giữ dáng để khỏe mạnh để giữ dáng keep fit rồi mình sẽ cần ân này, way Cái cách đấy như thế nào thì khi các bạn dịch thảo đúng không? Cách như thế nào đấy là mình cần một tính từ cho cái bổ sung cho cái từ way này Một cái cách rất là Enjoyable Rất là thú vị, rất là thư Relaxing, rất là thoải mái, thú vị Để giữ dáng Tôi đã tổ chức một cái gì đấy A small, một cái gì đấy nhỏ Thì mình có tính chất của cái gì đấy thì mình thiếu cái gì đấy, tức là mình cần một danh từ đây, một cái cuộc thi sau tính từ cộng với một danh từ là của từ compete là competition. Ừ, tôi đã tổ chức một cái cuộc thi nho nhỏ, cái mà có rất là nhiều, nhiều niềm vui và mọi thứ thì bắt đầu phát triển, bắt đầu lớn mạnh từ đó. Và bây giờ tôi đã có một cái đội ngũ uh, huấn luyện viên trainer full time và cái gì đấy và những cái đối thủ của chúng tôi thì đến ở hầu hết các uh, vùng quốc gia uh, các vùng các khu vực đúng không? All over the country ở hầu hết các vùng thì mình có từ đối thủ là opponent opponents những cái đối thủ của chúng tôi số nhiều nhá. Và một trong những cái thành viên của chúng tôi thậm chí đã được uh, uh, đã có một cái huy chương vàng, uh, huy chương đồng medalist medal là huy chương, medalist là đấy, người nhận giải đấy, một một trong những thành viên được nhận huy chương đồng ở cái trận um, uh, thi đấu mang tính chất quốc gia national championship. rồi phần b nào nối để hoàn thành câu đối với nối thì mình sẽ phải tìm các cụm từ tương thích. tôi từ chối để put put thì mình có thể dùng với lại put gì nhỉ? put up with là À, chịu đựng này put up with um, put up là trì hoãn thì đây trường hợp đầu tiên mình sẽ xem này tôi từ chối để khai trường hợp put up with put up thì đầu tiên mình sẽ có put up the team sport lately thì nó không quá là hợp lý ở đây thì mình xem là tôi từ chối để làm việc chịu đựng những những cái người mà treat at games treat ở đây là gian lận đúng không? gian lận trong cái những cái cái trò chơi đấy, tôi từ chối làm việc với những người gian lận. câu thứ hai là the current champion will knock mình có knock out, knock out là bị loại bỏ. Ừ. cái uh, champion ở đây là cái người mà giành chiến thắng ấy, à, cái người giành, giành chiến thắng thì uh, bị knock out in the second round of the competition là bị 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 loại khỏi cái vòng thứ hai của cuộc thi. câu số 13 là tôi thường nha, tôi thường rất là thích uh, basketball, tôi thường rất là thích uh, basketball bóng rổ đấy, nhưng mà tôi đã hôm qua mình có học, hôm trước mình có học là go off là không thích một cái gì đấy, trở nên không thích một cái gì đấy, uh, tôi đã không thích cái uh, cái đội đội thể thao này nữa, lately là gần đây oh, thì sẽ là F huấn luyện viên bảo chúng tôi carry carry on tiếp tục là mình sẽ có carry on with the activity while he answers the phone là bảo chúng tôi tiếp tục hoạt động trong khi anh ấy đi trả lời điện thoại câu số 15 là những cái người tổ chức cần phải bring mình có học vừa mới học một cụm từ là bring something forward là kéo một cái sự kiện lại để diễn ra cái thời gian sớm hơn thì mình có tìm cái từ forward nào Bring array forward by quick. À, các người tổ chức các những cái nhà tổ chức ấy, cái người tổ chức cái sự kiện này cần phải à, kéo rút rút ngắn thời gian và tổ chức sự kiện sớm lại một tuần. Mình có đang chi. Bạn nên nghĩ về việc thích kinh. Mình có thích cắt là bắt đầu một môn thể thao, còn thích tu là bắt đầu quen với một cái việc gì đấy, đúng không? Bạn nên nghĩ về việc thích kinh cái gì đấy. Rồi, thì mình sẽ xem nào. Bạn nên nghĩ về việc thì take up hay là, đây mình sẽ tìm xem nó là take up hay là take to. Uh, trong trường hợp này nếu mà là take to thì mình chỉ có đáp án B là take to swimming and soon as she tried Thì trong trường hợp này nó là you should think about, mà chủ ngữ đây là she thì chắc chắn nó không đúng rồi. Uh, thì chỉ còn đáp án A là bạn nên nghĩ về việc bắt đầu cái môn uh, võ thuật ý. Martial art là võ thuật Defend yourself, bảo vệ chính mình Đây nhá ừ. Mặc dù cô ấy rất là trẻ nhưng mà Olivia thúc Đấy là thích gì đấy Ok Take to swimming as soon as she tried Ok Ngay sau khi cô ấy thử nó thì cô ấy đã à, Bắt đầu quen với việc là bơi đấy uh, Rob had to Pull gì đấy, mình học là pull out of, là rời khỏi cái trận đấu bởi vì uh, cái chấn thương của anh ấy A (last minute injury) là cái chấn thương sát giờ thi rất là gần với giờ thi. Câu này sẽ là đi, rồi tất cả đều hợp lý và cảm giác là không có cái lỗi nào thì nó sẽ là đúng thôi. <laughs> Câu số mình tiếp mình xem hoàn thành mỗi câu thứ hai sử dụng câu được đưa ra và có nghĩa tương tự như câu thứ nhất và viết giữa hai đến năm từ thì mình sẽ có một cái limitation tức là một cái giới hạn của phần này là 2 đến 5 từ trong mỗi một khoảng trống. Đội tennis um, trận trận đấu tennis của chúng tôi bắt đầu vào lúc 1 giờ và chúng tôi vẫn chơi vào lúc 4 giờ và có từ pin liên quan đến thì hoàn thành. Và khi nhắc đến bin thì các bạn để ý cái câu này nó có nhấn mạnh về Khi nhắc đến thời hoàn thành các bạn nhấn mạnh xem nó là quá khứ hoàn thành hay quá khứ hoàn thành tiếp diễn Tại vì câu gốc nó đang ở thì quá khứ rồi Đây, Thì các bạn sẽ có một cái cái điều kiện là à, đây sẽ liên quan một câu quá khứ hoàn thành Vào lúc 4 giờ thì chúng tôi đã chơi được 3 tiếng đồng hồ rồi Chơi liên tục và trước trước lúc 4 giờ là đã chơi rồi Yeah, had been, had been playing, had been playing tennis ừ. diễn tả là time of doing that à, emphasize on the time of doing that action tức là nhấn mạnh vào thời gian làm cái hành động đấy thay vì là kết quả của hành động đấy rồi nhấn mạnh là à, chơi liên tục nhấn mạnh khoảng thời gian của nó câu số 20 là Terry never Terry never used to spend never used to spend so much time playing on his computer Terry thì không bao giờ chưa từng sử dụng Never used to spend so much time Playing on his computer Chưa từng sử dụng Nhiều thời gian để chơi máy tính như vậy Thì đối với việc Never used to Mà trong đây nó chuyển thành câu use Thì các bạn sẽ chỉ còn cách là Vận dạng phủ định trong quá khứ là Didn't used to Didn't used to Spend so much time Playing on his computer Câu 21 nào trước khi chúng tôi chơi này để ý động từ hiện tại này, tất cả những cái con bài này thì để ở đây à, trước khi chúng tôi chơi à um, trước khi chúng tôi chơi thì hãy check hãy kiểm tra tất cả những con bài đều ở đó thì là trước khi chúng tôi chơi thì make certain make certain chắc chắn là hãy chắc chắn là make certain that sau so that cộng một mệnh đề all the cards are there Câu số 22 hang gliding có thể là rất là cái cái này có thể là rất là nguy hiểm nhưng một lúc thôi after while sau một lúc thì bạn sẽ không để ý đến nó nữa. Rồi cái này thì rất là nguy hiểm nhưng mà sau một lúc mà có tự used thì mà câu trên bằng với việc you don't mind thì là việc là bạn không để ý đến nó nữa, bạn quen dần với nó thì sẽ là you uh, get used to You get used to it Bạn sẽ quen dần với nó Ok, hiện tại Tôi đã chạy uh, 15 mét rồi Và sau đó thì vận động viên của tôi bảo tôi là làm push up 50 cái đi Thì nó có already thì liên quan đến thì hoàn thành Và các bạn để ý đây là quá khứ này Quá khứ này liên quan đến hoàn thành Thì sẽ liên quan đến quá khứ hoàn thành Khi mà vận động viên bảo tôi làm push 50 cái đi ấy, kiểu cái gì chống đẩy 50 cái đi ấy. thì tôi đã chạy được 15 m rồi thì ý là muốn nói là trước khi cái hành động này xảy ra thì cái việc chạy của tôi nó đã hoàn thành trước cả cái hành động mà khi mà được bảo làm cái này mà khi cái việc được bảo làm cái này đó là đã là quá khứ thì nên sẽ là quá khứ hoàn thành I had already I had already run đúng không? run, ran và run 15 miles miles Câu 24. Chúng tôi không sử dụng nhiều thời gian cho hoạt động ngoài hoạt động trong nhà khi chúng tôi còn còn nhỏ, còn trẻ. Chúng tôi không sử dụng wouldn't spend mà dùng với used thì phải là never used to. Nếu mà đứt thì phải used, đã nó đã không có đi rồi nhé. Ne we never used to. Spend. So much time indoor when I was young, câu hai mươi năm. I spend a lot of my time on my hobbies. Tôi sử dụng hầu hết thời gian của tôi cho cái sở thích của tôi. Thì có từ up. mình có một cụm từ là take up chiếm. My hobby take up a lot of my time, chiếm rất là nhiều thời gian của tôi. Take up a lot of my time, my hobby take up a lot of my time cái cái sở thích của tôi thì chiếm uh, rất là nhiều thời gian của tôi câu 26 tôi thích chơi cái ludo hơn là snake và later thì có từ prefer hồi hôm trước mình có học cũng từ là cụm từ là prefer to do something rather than doing do something rather than do something thì mình sẽ có là I would prefer câu trên là rather mà I would prefer to nhá yeah, to play rather than. Câu 27 áp dụng công thức thôi. Các bạn cứ học kỹ phần lý thuyết thì đến phần review thì chỉ là ôn lại hầu như là không sai được. Tôi không nghĩ là nó có vẻ như là bạn sẽ thắng trong cuộc thi. Tôi không nghĩ là bạn thắng đấy. Ý của câu này, tôi không nghĩ là bạn có thể thắng thì nó sẽ là tôi nghĩ là có cái gì cơ hội trong cuộc thi. À, có rất là ít nha. There There is a little train a little, chance, a little train Có rất là ít cơ hội There uh, a little train Có rất là ít cơ hội Of something Of your winning Đúng không? Train. Mình học phần lý thuyết là A little train of doing something Of your winning the competition Tại vì mình còn bị giới hạn uhm, Giới hạn về cái chữ ấy a little chance of your winning the competition này, để ý nhá nghĩa của nó này tôi không nghĩ là uh, the e the r để the e the a little chance có rất là ít cơ hội để bạn thắng trong cái cuộc thi này phần d là chọn đáp án đúng tại sao bạn lại mệt mỏi như vậy vào ngày hôm qua à, bởi vì all morning để nhấn mạnh all morning muốn nhấn mạnh về cái khoảng thời gian làm cái gì và ngày hôm qua là trước rồi đó là I had been jogging. À, ok, trước khi đấy, nhấn mạnh quá khứ hoàn thành, hoàn thành trước một thời điểm trong quá khứ. Và khi dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn là muốn nói là cái hành động này diễn ra rất là dài, muốn nhấn mạnh vào thời gian làm hành động đấy. It was the first time, đây là lần đầu tiên, đó đã là lần đầu tiên, was the first time, thì quá khứ hoàn thành. Had ever seen, tôi xem một cái trận đấu thực tế trực tiếp. Uh, bạn sống ở một ngôi nhà thật là to có phải không ừ, đúng rồi yes đúng rồi nhưng mà chúng tôi didn't used to trước đấy chúng tôi không từng yeah. nhưng mà trước đấy chúng tôi không từng ok didn't used to mm. tôi như thế nào the whole of one by the time Tôi như thế nào cái chiến tranh và hòa bình cho đến thời điểm by the time các bạn lý nha, by the time thì mình thường dùng với lại quá khứ hoàn thành. Tính đến cái thời điểm này thì tôi nếu mà by the time dùng trong quá khứ nó sẽ là quá khứ hoàn thành. Còn nếu mà by the time dùng với hiện tại thì nó sẽ là một cái thì tương lai hoàn thành. Tính đến thời điểm này thì tôi sẽ như thế nào? Nếu mà đã xảy ra thì nó sẽ là quá khứ hoàn thành. Uh, by the time tính đến cái lúc mà tôi 7 tuổi thì tôi đã tôi đã đọc hết cái quyển chiến tranh và mình đấy thì các bạn không chọn had been read ở đây là vì đây nó là bị động tôi đọc thôi quyển sách đấy bị tôi đọc còn tôi là tôi đọc sách tôi chủ động còn quyển sách bị tôi đọc được chưa câu số 32 karate carrot thì hurt my hand at first làm cho tôi bị đau tay đầu, lúc đầu ấy nhưng mà cuối cùng thì cuối cùng thì tôi đã quen với nó à, mình có cấu trúc cấu trúc là uh, get used to, đúng không? Get used to. Câu này loại tại vì you đờ mà. Uh, were used thì không có to là loại này. Có cái trường hợp này cũng loại tại vì <laughs> mình thể hiện là sự khác biệt giữa get used to và be used to là quen với việc gì. Còn cái get used to là thể hiện là um, quen với việc, thể hiện một cái quá trình quen với nó. Nó nhấn mạnh về cái quá trình, được À, sau một cái quá trình trong một thời gian này tôi quen với nó yeah I guess I got used to tại vì nó là quá khứ câu 33 tôi như thế nào cho trận đấu để bắt đầu khi mà có một cái con chó đột nhiên chạy vào cái sân bóng à, tôi đang chờ đợi hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào khi có suddenly này các bạn đi đột nhiên đột ngột có một cái gì đấy cắt ngang đột nhiên thì có con chó chạy vào the pitch thì là cái sân bóng sân đá bóng đấy à, tôi đang đợi I was waiting for the match. Tôi đang đợi. Thì đột nhiên cái con chó đấy chạy vào cái sân bóng. Câu 34 nào. Trước khi cô ấy nghỉ hưu thì bà của tôi đã như thế nào? Uh, uh, go for run là đi chạy vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Không, uh, câu 34 thì mình sẽ có là gì? Trước khi nghỉ hưu thì bà ấy thường làm gì thể hiện cái thói quen trong quá khứ thì used to thì không đúng mình phải có used to use đổi used, used to này. Còn đây chỉ là used to thôi. Uh, tiếp theo là loại đáp án A này. Got used to to be used to thì loại tại vì nó thể hiện là dần dần quen với việc làm gì. Còn đây muốn nhấn mạnh à uh, trước khi nghỉ hưu thì uh, bà ấy lúc nào cũng tập thể dục trước khi đi đi làm ấy thì nó thể hiện một cái thói quen trong quá khứ mình dùng với út hoặc là used to nha. Đây là used to ý. À, câu E nào. Phần Y nào? Chọn đáp án đúng. Câu 35. The stadium sân vận động. Cái cái gì đấy ở sân vận động à, cái gì ở sân vận động thì à, đến sân vận động thì tất cả à đây nhá mình sẽ có phân tích cái này trước xong dịch câu này sẽ mượt hơn này. Viewer là hôm trước mình đã nói rất là kỹ là viewer để thể hiện là những cái người xem chương trình những cái mà đã được ghi lại. Còn spectator là để thể hiện những khán giả xem trực tiếp ngoài trời. Ừ. Witness là người chiến kiếm. Ok thì mình ở đây sẽ là spectator, những cái người xem ở sân vận động thì tất cả đều cheer khi mà chia đối với các vận động viên điền kinh ấy. Được chưa? Cái thứ hai, câu 36 là Tôi có một cái uh, baseball mới. Ngày hôm qua tôi có một cái baseball mới ngày hôm qua. Các bạn mình sẽ... nghe điện thoại. Ok, post là không chạy. sorry các bạn nha, tại vì mình có điện thoại. Rồi tiếp nhá, vừa nói đâu rồi, câu 36 này. Tôi có một cái... Ừ. <laughs> cái gậy đúng không? gậy bóng chày mới ngày hôm qua thì mình đã uh, học về gậy bóng chày là gì nhỉ? Là bat dùng với bóng chày. Cricket với lại baseball ấy. Được chưa? Rồi cái club này là dùng cho là cái gì nhỉ? Cái dùi cui của à, công an ấy. Được chưa? Rồi các từ còn lại thì các bạn cứ nhớ học kỹ lý thuyết là sẽ ok. Racket này thì dùng cho cái vật bóng rổ đấy, vật tennis đấy. Sau một cái trận thi đấu vất vả thì đội United cố gắng để à, để hòa với lại cái đội United với City đúng không? Với đội City là với tỷ số là 1-1. Score là ghi bàn Exact là chính xác còn y của nó thể hiện là bằng ấy, bằng tương đương với cái gì đấy, bằng với cái gì đấy. Câu B38 là trong cái trận game này trong cái trận game này trong cái chuột cuộc thi trận game này thì cái người chơi thì take it in turn to throw the dice là lần lượt take it in turn là lần lượt nhá học rồi này lần lượt để ném những cái dice những cái miếng đấy ô ba mươi à, nó khá là <laughs> nice chiến thắng ừ, rất là rất là hay chiến thắng rất là hay nhưng mà cái quan trọng nhất là nó rất, rất là tốt để chiến thắng nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là do your best làm hết sức mình do your best làm hết sức mình cũng từ cố định thôi không có cách nào khác ngoài học <laughs> à, hãy hỏi họ là bạn có thể chơi và tôi chắc chắn là họ à, à, hãy hỏi họ nếu mà bạn có thể chơi và tôi chắc chắn là họ sẽ à, cho bạn tham gia vào thôi. Ừ, hãy 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 hỏi họ, hãy nếu mà bạn có thể chơi thì bạn hãy đi hỏi họ hỏi hỏi họ đi, tức là nếu bạn biết chơi bạn hãy hỏi họ, tôi chắc chắn là họ sẽ cho bạn tham gia vào thôi. Câu số 41. Mọi người thì đã hy vọng là Johnson như thế nào đối với Smith trong cái trận chung kết ngày hôm nay. À, beat ừ. Mọi người đều hy vọng là Johnson đánh bại Smith trong cái trận chung kết ngày hôm nay thì các bạn nhớ tính điểm để xem được bao nhiêu điểm và xem mình sai chỗ nào để ôn lại bài nha. Ok hẹn gặp lại các bạn vào trong bài tiếp theo về bài số 5 về các thì về thì tương lai.